Hello anh em nha, hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh em cách mà mình chuyển nhanh mấy cái tab qua lại nha anh em. Thì ví dụ như mình đang ở XTA ha, mình muốn chuyển sang Smart á, mình đè giữ phím Alt nè, rồi nhấn phím Tab buông ra, nó sẽ qua Smart ha. Rồi Alt Tab lần nữa, nó sẽ chuyển qua cái XTA. Rồi bây giờ ví dụ mình có thêm một ứng dụng nữa, ví dụ như bây giờ quan số F35 đi. Rồi bây giờ mình có ba cái ha, thì anh em cũng làm y chang vậy luôn. Rồi nhấn đè giữ Alt nè, rồi nhấn Tab, đây nó qua XTA nha, nhấn Tab cái nữa là nó qua Smart nè. Anh em nhìn ngón tay em nè, đó, mình chọn ở đâu rồi mình buông ra ha. Ví dụ bây giờ mình cần trở lại XTA nè, rồi buông ra nè, đó, anh em cứ nhấn hai cái này á, nó sẽ trở về chuyển đổi giữa hai cái hiện tại anh em. Và nếu anh em chọn thêm một cái nữa, đó, thì nó sẽ giữ XTA và cái F35 thôi, đó. Đây là một cái mẹo hay nha anh em thấy hay cho xin một tim nha.